46kg người của quân đình và thân tộc. Giữa hai đội đua, Trần Quyết Hà, một cái võ phố đỏ. Làm nào khắc đất của giáp bình của xanh. Trong tay Trần Quyết Mạc. Hai đội đua của giáp bình của Trần Quyết Hà. Hai đội đua của giáp bình của giáp bình. Đây là những trận chiến của Trần Đức Hải, cái võ cổ đỏ thắng cuộc.